Đây là một con AVR sử dụng cho kích từ không có thổi than. Thực tế là kích từ không thổi than và kích từ không có than như nào? Kích từ than là kích từ nó kích thẳng vô cái rô to, còn kích từ không than là kích qua cái quận phát phụ. Để mà cung cấp cho một con kích từ than thì anh em phải dùng một con to vật vã như này. Con to vật vã này, cái dòng kích nó khá lớn, nó gấp khoảng 10 đến 100 lần so với con này nhá. Con này thì dòng kích của nó, ví dụ con này nó cho cái dòng là lên đến tầm khoảng 4,5 ampe. Con này là AVR8, AVR12 chứ. Còn con này không biết nó lên bao nhiêu, lên đến 100 ampe luôn, thậm chí là dòng kích nó lên 200 ampe, nên là kích thước lớn hơn. Con AVR này, nó là kích từ, nó cũng là dạng AVR một kích từ nửa chu kỳ, nên mình gọi là AVR đơn đấy, mono, vẫn là nó nhé. Maximum điện áp của nó ra là 90V, giống với con AVR to vật vã mình mới chia sẻ với anh em ở đây. Thì bây giờ hiện tại mình test con này là con AVR mới. AVR mới nên mình không có kiểm tra cái chập và đầu vào. Thì mình sẽ đưa vô này, anh em nhìn ở đây thì cái này hầu hết là sơ đồ nó có hết, anh em cứ biết đọc chữ thì anh em có thể nhìn vô được. NT nớt, T là phá lửa nhá. Đấy, còn ER1, ER2 nó chính là cái chiếc áp để điều chỉnh cái vôn ở bên ngoài. Tuy nhiên thì mình không cần nhé, mình chỉnh qua vôn ở trong này xong rồi. Nếu mà chúng ta không có chỉnh vôn này, chúng ta thấy cái máy của Nhật chúng ta một chiếc vôn ở bên ngoài để điều chỉnh đấy, nối cái chiếc áp vôn để ra ngoài, nó có thông số để ra nối. Còn bây giờ ở đây chúng ta đúng cũng hệt như con này là kia thôi, N và T đưa 220V phẹt vô thôi đấy, chúng ta nối vô. Trong thực tế này mình phải cần là cái ép cốt muốn nhé, đây là thử thôi, đây là thử nên không cần ép cốt đấy. Chúng ta vẫn cần một cái bóng đèn, điện áp ra là 90V nên chúng ta sử dụng một cái bóng đèn 220 là sử dụng thoải mái. Chú ý là bóng đèn nó phải là 220 chứ không phải 12 nhé, anh em phẹt cái bóng đèn 12V thì nó ra 90V thì nổ đọp cái luôn đấy. Mình sẽ nối vô ép cộng ép trừ. Cộng S trừ thì con kia của Nhật thì ký hiệu là JK, thì đây mình là F cộng S trừ thôi. JK là họ Nhật họ ghi vậy thôi, còn họ người các họ khác thì nó ghi F cộng S trừ không sao hết. Cộng tức là dương, nó ra một chiều dương nhé. Con AVR này thì nó như nguyên lý của nó thì nó chỉ là cái mạch chỉnh lưu thôi, có điều khiển thì nó không khác gì cái sạc tự động đấy, không khác gì cái sạc tự động hết đấy. Đầu vào đầu ra đấy, nhưng mà cái tải nó khác nhau. Khi kết nối xong rồi ấy, thì chúng ta thử nhá, bật CB nguồn lên. Rồi bóng đèn sáng, rồi bóng đèn sáng này, con này có cái bóng đèn báo, đèn này báo tần, khi mà nó có lỗi là nó sẽ sáng lên. Đây, nó low speed, tần số thấp nó sáng, một số cái lỗi nó cũng sáng. Tức là đấy là cái bóng đèn hiện tại nó đang tắt thì đang là rất là ok, một tín hiệu rất là vui nhé. Sáng lên rồi nó tắt lên, sáng lên cái này, đấy, chớp lên, nó thấy là nó giống như con AVR thông thường đúng không? Mới đầu tiên nó sẽ kích ra một cái, đấy là cái dòng kích điện ban đầu. Và sau khi mà thấy điện áp đầu vào là nó đủ, nó phải tắt nhé. Đấy, đầu vào của nó là 220, chết đo nhầm, 220 thì con N và T. Đầu vào đã có 227V thì bóng đèn nó phải tắt. Còn bây giờ chúng ta để sáng bóng đèn thì chúng ta chỉnh điện áp nó lớn hơn. Khi bóng đèn mà nó sáng lên thì chúng ta chỉnh cái vô lên. Để thông thường chúng ta thấy nhà sản xuất nào để ở vị trí thấp đúng không? Để thấp để tránh trường hợp là điện ra cao quá. Rồi. Sau đó mình chỉnh cho vô lên, chỉnh cho vô, chỉnh cho vô lên, chỉnh cho vô khi nào nó sáng thì thôi. Đó, sáng đúng không? Sáng rực rỡ luôn. Sáng rực rỡ luôn và maximum chúng ta đo sang 30V nhá. Maximum này có phải 90V nhà sản xuất là báo thế hay là báo láo? Đây, đo vô. Ồ, 110V, con này điện áp nó còn cao hơn cả cái con AVR của Denier kia. Đấy, nó ra được 110V, à 101V chứ 100V. Rồi, 101V nhiều khi nó còn phụ thuộc vào cái điện áp đầu đầu vào này cơ. Đấy, con này có mở hết cỡ không? Nếu mà nó mở hết cỡ ra, tức mở hết cỡ ở đây có nghĩa là cái con SCR nó mở hết cỡ. Đấy, nó mở hết cái dạng xung ấy, đấy, nên nó ra điện áp cao. Còn nếu mà chúng ta mà cắt cái xung mà thiếu thiếu một tí, không cắt đồ đờ, cắt cái ngọn của nó, không lấy hết cái ngọn này thì nó sẽ ra thấp một chút xíu. Rồi, 100V đầu ra nhé, 100V đầu ra. Cái con AVR này nó gắn cho cái gì được? Cái con AVR này nó sẽ thường nó gắn cho những con kích từ không có than, còn kích từ chổi than thì mình mới có thể dùng được với gì ạ, một số cái máy phát điện 3 kg 5 kg của Trung Quốc, là khi mà cái điện áp kích của nó là điện điện áp kích vô cái ruột đấy, cái ruột là cái lỗ to lớn thì mình có thể là sử dụng cái con này được đấy. Nhưng mà anh em nhớ một cái điều là con cầu chì này nó sẽ có cái cầu cái dòng ampe là 10A, nhưng anh nó không phải chạy được 10A đâu nhé, nó chỉ bảo vệ thôi. Nên là chúng ta sử dụng cái con mạch này là con này chúng ta sử dụng ở cái điện áp chúng ta sử dụng ở cái dòng của nó là tầm khoảng dưới 4A nhé, dưới 4A tốt nhất là sử dụng ở tầm 3A thôi là ok. Đấy, chúng ta thấy là nếu mà chúng ta sử dụng là tải thấp hơn thì nó sẽ bền, còn sử dụng tải lớn quá thì nó dễ hư hỏng. Ok, và như vậy là mình đã test xong cái con AVR này, con AVR8A. Gọi là AVR năng sử dụng tất cả các loại máy phát điện chạy kích từ đuôi. Còn kích từ than thì anh em phải dùng chú ý cho nó là dòng tầm khoảng 3,5 ampe đổ lại thôi. Một số anh em thì cứ lấy con kích đuôi này đóng cái kích than, rồi
để nó chạy ok thì chúng ta sử dụng. Tuy nhiên nó phải phụ thuộc vào cái loại 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 máy nữa. Rồi, ok, chúc em thành công, chúc em lựa chọn được AV được phù hợp cho cái máy của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.